những lý do học sinh thường chọn máy tính Casio FX880BTG là máy tính học tập của mình. Còn bạn thì sao? Để xin hai em một vài phút để phỏng vấn về máy tính cầm tay mà hai em đang sử dụng được không? Dạ được ạ. Em đang sử dụng máy tính gì? Dạ, em đang sử dụng máy tính Casio FX880BTG. Em cũng đang sử dụng FX880BTG ạ. Wow, máy tính này em mua từ lâu chưa? Dạ, chắc hơn 1 năm rồi ạ. Dạ, em mới mua vào gần đây. Cho thầy hỏi là máy tính Casio FX880BTG này nè, có nhiều người nói rằng là cách sử dụng nó hơi khác so với các dòng máy tính khác đang có trên thị trường. Thậm chí là vị trí phím bấm nó cũng khác so với cái thế hệ 580 trước đó. Vậy thì sau bao lâu hai em có thể sử dụng thành thạo được cái máy tính này? Dạ, chắc là hơn 1 tuần ạ. Ban đầu thì em cảm thấy nó hơi khó sử dụng, nhưng sau khi quen rồi thấy ok với tính như cũ. Với việc giải quyết tính nhanh hơn cùng với nhiều tính năng mới, và sau khi đã quen rồi thì lại cảm thấy nó dễ sử dụng hơn cả máy cũ ạ. Wow, vậy là hay lắm đó. Lúc ban đầu thì mới tiếp cận thì nó cũng hơi lâu đó, nhưng mà sau đó thì thấy cũng ok giống em. Vậy thì làm sao mà em có thể bấm nhanh và tốt là như vậy? Dạ, là em nhờ sơ đồ hướng dẫn của đằng sau lắp máy ạ. Dạ, ngoài ra thì em còn xem trên TikTok một số clip hướng dẫn của các thầy cô khác, và trong đó có thầy Thanh Tú Hót nha. Mười đen! Vì có nhiều cái loại máy tính trên thị trường, nhưng mà tại sao em lại lựa chọn máy tính Casio FX880BTG là máy tính học tập của mình? Dạ, đầu tiên thì em thấy nó đẹp, độ bền cao và tốc độ xử lý máy rất nhanh ạ. Bên cạnh đó thì có nhiều tính năng mới như là bảng tuần hoàn hóa học giúp học hóa dễ dàng hơn, cùng với việc giải phương trình cũng nhanh hơn so với các đời máy tính cũ. Và ngoài ra còn có thêm hộp số toán học để giúp vừa học vừa chơi mà không bị giáo viên la. Nếu mà mấy em sử dụng máy tính này tốt hơn nữa thì sẽ thấy được bên cạnh đó nó còn có chức năng là QR code. Chức năng này chỉ cần có thêm một cái thiết bị điện thoại di động kết nối internet thì bạn có thể nhìn thấy được cái đồ thị của một cái phương trình rất là trực quan trên đó. Bên cạnh đó thì máy tính Casio FX880BTG này còn được bộ dục cho phép mang vào phòng thi. Rồi, mấy em thấy chất lượng của máy này như thế nào sau 1 năm và hơn 1 năm sử dụng? Dạ, máy tính này là công ty Casio Nhật Bản thì em miễn bàn về chất lượng ạ. Dạ, hàng Nhật thì lúc nào cũng tốt. Bên cạnh đó thì máy tính Casio FX880BTG này thì còn có chế độ là bảo hành 7 năm. Nghĩa là khi mà em vừa vào lớp 6 mua máy đến khi kết thúc lớp 12 thì vẫn còn bảo hành. Và đặc biệt hơn nữa đó, nếu trong năm đầu tiên mà lỗi kỹ thuật thì được đổi máy mới luôn. Tóm lại, máy tính Casio FX880BTG với nhiều tính năng vượt trội phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới. Mẫu mã đẹp, tốc độ xử lý nhanh, và hơn thế nữa thì máy tính Casio FX880BTG này được bộ dục cho phép mang vào phòng thi. Nó sẽ là một lựa chọn đáng tin cậy của nhiều học sinh trong năm học mới cũng như nhiều năm học tiếp theo. Bạn nào có muốn nâng cấp máy tính thì bấm vào giỏ hàng mua nghe nhé.